Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chúng tôi nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn, thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện, thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp, thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Que hàn nhiệt thế hệ giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa inoxy hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này, nên em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá. Bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình cái chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Các thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đấy, đây. Em rung tay cho bác xem này. Đấy. Bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này, 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi và cái mắc áo vào, nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi giá sẽ là 15.000, nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây dây phơi giá sẽ là 15k, chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra, sau đó thì mình trăng lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non, và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm đúng không này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí. Và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá.
Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên trên. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy, ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này, dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450 lít, gần nửa lít luôn, 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn, và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này.
đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, Su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k cho một em phễu inox như này, 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy, mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này, rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc, rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau, nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây, em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp, bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp gem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp gem cơ, đấy bằng thép, và hai là kẹp gem điện tử.
Con kẹp gen điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin này cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp gen điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gen điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gen điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gen điện tử nhá, kẹp gen điện tử này. Kẹp gen này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gen điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gen bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bác này. Đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gen bằng cơ nhá, thước kẹp gen cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gen cơ này. Kẹp gen cơ bao nhiêu đây? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gen cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm, nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy, nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ, chuyên đánh rỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gì 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cạn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng này là xi măng, xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên xem là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là các bác lên xem là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn, có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy, thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá, lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái
sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen nên cho em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp độm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy, găng tay này, đấy, găng tay thức ăn. Giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá. Từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô, đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhé. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này, đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình ba các bác này, bình ba, đó, bình ba. Đây, một cái bộ bình ba như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là ba cái cốc nữa, cho nên là bên em gọi nó là bình ba nhé. Đấy, kèm cho các bác là ba cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500ml các bác nhá, 500ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho mấy cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3. Nó có 3 cái ly cho nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1, 2, 3 cái ly như này. Nhắm cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá. Bỏ ngăn đông tủ lạnh, sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá. Mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác. Gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Hello chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã đó là cái rổ lọc dầu nhá. Đấy, rổ lọc dầu thì nó sẽ là hai cái như này. Đấy, hai cái như này các bác này. Đấy, con này thì sẽ là 100.000 cho một bộ như này. 100.000 cho một bộ này bao gồm là hai chiếc này. Đấy, cái này thì các bác có thể là đưa dầu vào đây các bác đặt lên mình chiên luôn, ví dụ chiên khoai tây hoặc là chiên các cái đồ chiên dầu thì mình đưa như này. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này. Đấy, 100.000 cho một đôi bao gồm hai chiếc. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Rổ lọc dầu. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái phễu tưới cây nhá, phễu tưới cây. Đó. Bên em bán sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá là 10.000 một chiếc nhá.
Cái phễu tưới cây này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc như này, cái phễu tưới cây như này. Về nhà thì các bác đây. Đấy các bác xoáy vào cái chai nước ấy, nó có cái sẵn cái này rồi. Các bác xoáy vào chai nước, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh cái lượng nước to nhỏ ở đây cho em này. Đấy, điều chỉnh lượng nước to nhỏ ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác tưới cây rất là tốt luôn. Đó, tưới cây mình đi công tác, đi du lịch, đi cả tuần cũng được. Nó vẫn cứ từ từ nó chảy ra nhá. Lên cho em là phễu tưới cây này. Giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc, mua 10 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 một chiếc, mua 10 tặng 1, lên cho em là phễu tưới cây này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu mũi vít đều quát này. Đấy thì nó sẽ có mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài nhá. Mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài, hàng của thương hiệu đều quát của Mỹ, ngắn nhỡ dài. Đấy. Thì mũi ngắn nó sẽ là 10.000. Đấy. Mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài này sẽ là 20.000. Đó, 20.000. Đó thì nó sẽ là có 3 loại mũi như này nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mũi bắn tôn như này, mũi bắn tôn. Đấy, mũi bắn tôn là mũi mũi 8. Đấy, mũi bắn tôn này sẽ là 40.000. Đấy, còn mũi ngắn là 10.000, mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài là 20.000. Đó. Đây, đầu mũi đều quát như này. Đấy, hàng đều quát của Mỹ nhá. Mũi bắn tôn đều quát của Mỹ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cầu kia công tắc của áp quy nhá, công tắc của áp quy như này. Công tắc ngắt bình áp quy bao nhiêu? 50k nhá, 50k cho công tắc ngắt bình áp quy như này. Con này thì rất là tiện nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho vào bình áp quy này, sau đó thì các bác ngắt ở đây. Đó, ngắt ở đây. Thì mình xoáy ra nó sẽ tự tắt và xoáy vào thì nó sẽ ăn. Thì các bác không cần phải dùng dây dạ lằng ngoằng nữa. Các bác kẹp vào bình, sau đó thì đấu dây vào đây cho em. Đấu dây vào đây cho em. Thì không, mình muốn ngắt đi thì xoáy cái này ra là xong. Còn mình muốn đóng lại thì xoáy cái này. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái này là cái gì? Băng gâu nhá. 20.000 cho một bịch như này, một hộp như này bao gồm 100 cái này, 100 cái. Giá sẽ là 20k nhá. To nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Các bác bị thương ở đâu hoặc là bị chảy máu thì các bác bóc ra dán vào cho em. Đây, nó sẽ là hình miếng băng gâu như này. Giá sẽ là 20.000 thôi nhá. 20.000 cho cái bình băng gâu như này. Đó, 20.000 cho một bịch. Cái này là cái gì đây? Cái thoát sàn máy giặt nhá, thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc. Đấy. Đấy. Thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc nhá. Về nhà các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong. Đó. Lắp cái ống nước máy giặt vào đây, sau đó thì mình sập cái vòi này xuống này. Giá sẽ giá thanh lý cho bác 20k cho một cái con thoát sàn máy giặt như này. 20.000 nhá. 20.000. Đấy, tiếp theo thì em gửi tới các bác cái chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đấy. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, chốt cửa tự động giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào là nó sẽ sập vào thôi, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp như này. Đấy, nó sẽ là một hai cái hệ thống đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Vòi vàng tăng áp giá sẽ là 40k. Các bác có thể điều chỉnh các cái nguồn nước ở đây các bác này. Đó, bằng đồng nhá. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bóp tay nhá. Bóp tay giá của nó cũng là 40.000 cho một con bóp tay như này. Đấy, có tính số nhá, có tính số như này. Bóp tay này, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bóp tay như này. 40k, có tính số luôn. Đấy, các bác bóp tay như này thì giúp cho các cơ huyệt hoạt động, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Bóp tay, giá sẽ là 40.000 cho cái bóp tay như này nhá. 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật đây. Võng dù, các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Con này thì sẽ là 90.000 một chiếc như này. 90.000 một chiếc như này nhá. Con này có dây giếc các thứ đàng hoàng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. 2m rất là dài luôn nhá. Rất dài luôn con này. Rất dài là to. Đấy, con này 90.000 nhá. 90.000 cái võng dù như này. Các bác có thể bỏ vào ô tô này, bỏ vào xe máy này, hoặc là treo vào xe đạp để mình mang đi, mình đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, hoặc là các bác đi đâu cũng được thì mình trở ra. Mình trở ra mình dùng nó rất là tiện. Võng dù giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái võng xếp như này nhá. Một cái võng xếp như này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. 120k cho mấy em võng xếp như này nhá. Rất là to luôn. Võng này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đai điếc của nó khuy khiếc rất là ngon luôn. Đấy. Và có cái phần banh như này, 2 này, 4 này. Nó vào khoảng 60 phân cái phần banh như này. Còn cái phần này thì rất là rộng luôn, rất là rộng luôn nhá. Đó. Võng rộng lắm và nó là hai lớp như này, nằm cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 cho cái võng xếp như này. 120k cho cái võng xếp như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các
cái ô dù nhá. Đấy, các bác lên cho em là ô dù của Nhật nhá. Ô dù của Nhật thì nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy, ô dù Nhật thì nó sẽ là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Dòng ô tự động này các bác này. Đấy, mở ra này, bật ra này. Đấy, mở ra nó sẽ bật ra như này. Đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy, vải của nó thì là vải chống tia UV nhá. Vải chống tia UV dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, vải chống tia UV. Và các bác bật ra bật vào là nó tự động hết nhá. Tự động hết. Đây, các bác chỉ cần ấn vào này là xong này. Mở ra này, đấy. Mở ra này, đóng vào. Đấy, rất là tiện luôn. 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Gấp vào rất là gọn luôn. Để thì cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng là 30cm thôi. Rất là gọn, các bác có thể để mình sử dụng trực tiếp trên ô tô, xe đạp, xe máy. Hoặc là mang đi học, đi làm, có thể bỏ túi quần được. Rất là gọn. Bỏ túi quần, túi áo, đấy, bao lô, túi sách đều ok hết nhá. Lên thì em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k nhá. 80k thì cái ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cái bóng đèn nhá. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là một con bốn cánh mini này. Bốn cánh mini. Đấy, ở đây nó sẽ là thuộc dạng là led main như này nhá. Led main như này, và con này nó sẽ là siêu sáng luôn. Đấy, bốn cánh mini như này, 28W. Bốn cánh mini 28W và siêu sáng luôn. Bốn cánh mini 28W siêu sáng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000. 40k cho một quả bóng đèn 4 cánh mini như này. 40k này. Đấy. 4 cánh mini 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 cánh này. 3 cánh, con này thì công suất của nó sẽ là đi đây. Con 3 cánh này cũng rất là sáng luôn các bạn. Đấy, 3 cánh này rất là sáng luôn. Đây nó sẽ là con bóng đèn 3 cánh này. Đấy, con 3 cánh này thì công suất của nó sẽ là đi 45W nhá. Con 3 cánh này là 45W này. Đấy, 3 cánh này 45W. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một con bóng đèn 3 cánh 45W. Con này thì siêu sáng luôn. 45W mà khi mà các bác sử dụng ấy, nó phải sáng như kiểu là 100W nhá. Rất sáng luôn. Đấy, tiếp theo là con bóng đèn 3 cánh, 4 cánh, bắt đầu đến 5 cánh nhá. 5 cánh thì sẽ là 120.000 nhá. 5 cánh là 120.000 đây. Con 5 cánh này là 100W. 100W luôn. Đó. 5 cánh này là 100W này. Đây, đấy. Đây con 5 cánh thì em đang dùng này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, con 5 cánh đây. Đấy, con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con 8 cánh. Con 8 cánh này thì sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, 190k, 8 cánh luôn. Công suất là 200W nhá. 8 cánh 200W. 200W luôn. Đấy, 200W các bác này. Đó, rất sáng nhá. 8 cánh siêu sáng luôn, 200W. Đó, 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Đấy, thì các bác có các loại hoa quả, các bác chỉ cần ví dụ quả táo, quả lê, ấn này là xong. Nó sẽ ra được là 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng. 8 miếng, ấn phát này là xong, rất là tiện luôn. Inox 304. Bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt hoa quả giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái bảng số ô tô, thì là ví dụ các bác có ô tô. Đấy, thì các bác mua về sau đó thì các bác lắp số vào. Đây nó sẽ có cái dãy số này. Các bác lắp vào. Nó có kèm cho các bác một cái miếng dán này, các bác dán để lên trên đấy, để trên ô tô cho em. Đây lắp vào đây. Đấy, nó sẽ là một cái dãy số như này. Thì khi mà ô tô các bác cần mà có người gọi thì người ta sẽ gọi đến cho các bác luôn. Nó rất là tiện. Bảng số dán ô tô nhá. Bảng số dán ô tô giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho cái bảng số dán ô tô như này. 20k, rất tiện luôn. Bảng số dán ô tô. Bảng số dán ô tô 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì nó sẽ có của Nhật và của Hàn. Đó. Đây cái này là của Nhật này. Của Nhật này thì sẽ là 60.000. 60.000. Còn cái kem của Hàn Quốc này thì sẽ là 40.000 một típ nhá. 40.000 một típ. Đó. Đây. Của Nhật này thì chống viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, giá sẽ là 60.000. Còn của Hàn này thì chuyên trị chuyên làm trắng răng, hàng made in Korea này. Đó. 120g, 120g 40.000, con này 170g. Cũng hàng made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái nguồn led nhá. Đấy. Đây nó sẽ là con nguồn led này. Con nguồn led 12V 150.000. Đấy, nó sẽ là nguồn led 12V, thì về nhà các bác đấu các cái dây led vào đây cho em. 12V.
Đấy, nó sẽ rất nhiều chân da như này thì các bác đấu các cái nguồn led vào đây nó rất là tiện nhá. Đấy, bằng nhôm này, tản nhiệt tốt luôn. Nguồn led con này để ngoài trời thoải mái, nguồn led 12V rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 400W luôn. Con này 400W 12V rất là tiện luôn. Giá sẽ là 150.000 cho một con nguồn led như này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Coi lên cho là vòi nối này. Con này các bác nối trực tiếp vào cái nguồn nước cho em. Đấy, nối trực tiếp vào nguồn nước sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chia ra các đường nước này, đầu xoáy ở đây. Đấy, chia ra các nguồn nước hoa sen hoặc là đây. Đấy, nối vào nguồn nước này, đây, nối vào vòi chậu rửa này hoặc là nối vào động được, nó rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 70.000 cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối 70k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Đấy, 350.000 cho một cái ghế hơi như này nhá. 350.000. Đó, 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Về nhà các bác bơm lên cho em. Con này thì rất là dài rộng luôn. Đây. Chiều rộng của nó là dài rộng của nó 98 cm. Dài là 122 và cao là 86, nói chung là người ngồi thoải mái luôn, người ngồi thoải mái. 350.000 cho cái ghế hơi như này nhá. Ghế hơi. Đó, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ nối nhá. Ổ gấp nhá. Đây nó sẽ là một con ổ gấp chân tròn, tròn dẹt cắm được hết. Hàng của hãng này, của Hinkino. Đó, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn. Đấy, và nó sẽ kết nối cho các bác được là 1 2 3 ba ổ cắm như này. Và con này thì có kèm cho các bác là đây. Đấy, có kèm cho các bác là các cái đầu cắm như này. Đấy, giá thì sẽ là 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 ba chiếc. Lên cho em đó là ổ ổ gấp nhá. Ổ gấp đúng không? Ổ gấp 50.000 ba cái và mua lẻ sẽ là 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái môi sấy cơm nhá. Môi sấy cơm. Môi nhựa này bao nhiêu đấy? Hả? 50.000 cho một cái môi sấy cơm bằng nhựa của Nhật như này. Con này thì cực kỳ là cứng cáp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ ngon lành luôn. 50.000 cho một cái môi sấy cơm nhựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đá mài, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa. Đó, nó sẽ có đá đỏ và đá vàng nhá. Đấy, đá đỏ là 70.000, 70k cho viên đá đỏ và đá vàng thì sẽ là 90.000. Đá vàng thì sẽ là 90k. Đấy, kích thước của nó thì cao khoảng là 3 cm, chiều dài khoảng gần 20 và chiều rộng thì khoảng là 4 đến 5 cm. Đấy, đá vàng thì độ mịn là 5.000, 10.000 và đá đỏ độ mịn 3.000, 8.000. Đó, chuyên để dùng mài dao. Đá của Nhật có tặng kèm các bác một cái miếng lót như này để các bác lót cho nó chống trơn trượt nhá. Đó, lên cho em là đá đỏ này 70.000 và đá vàng sẽ là 90.000 đá mài dao. Kéo cắt gà hàng của Nhật nhá. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Đây. Đấy, kéo cắt gà của Nhật thép SK5 không gỉ, cắt cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất ngon luôn nhá. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đó, cắt nem ăn niếc, nói chung là dùng trong nhà bếp ok. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con kéo cắt gà Nhật như này, 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Nhật 25.000 một vỉ. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đấy, một vỉ này bao gồm là 6 chiếc, 25k trên một vỉ 6 cái luôn. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này, đó. Vỉ bàn chải 25.000 trên một vỉ bao gồm là 6 chiếc, 1 2 3 4 5 6 5 5 25. Đó, 6 chiếc. Tiếp theo thì bên shop có 4 cái con tô vít kèm đầu như này nhá. Tô vít kèm đầu như này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng tô vít kèm các cái đầu như này để các bác có thể thay tháo này. Đó, có 4 con duy nhất thôi. 4 con duy nhất. Đấy. Thì các bác có thể là dùng để mình sửa chữa thay tháo rất là ok luôn. Đấy, thì bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k trên một con tô vít kèm đầu như này, 50.000. 50.000 một chiếc. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 với lại một cái sẵn ở đây là 7 cái tô vít nhá. Bao gồm là 7 đầu. Đấy, một tô vít như này và bao gồm là 7 đầu, các bác có thể thay tháo dễ dàng luôn. Có 5 chấm ít. Giá thì sẽ là 50.000 trong cái tô vít 7 đầu như này. Lên cho em là tô vít 7 đầu nhá. Tô vít 7 đầu. Đấy, giá sẽ là 50.000. Bên em có 4 cái thôi, thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone. Đây, EarPods Pro. Con này thì hàng siêu chất rồi. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đấy, một con tai nghe chất lượng như này mà giá chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng của thương hiệu iPhone, AirPods Pro. Đấy, về nhà các bác có thể kết nối đa chức năng điện thoại Samsung, iPhone, Oppo đều được hết nhá.
Đấy, kết nối đa di năng cho em. Đây. Đấy, California nhá. Hàng nguyên đai nguyên kiện. Hàng thì của iPhone và sản xuất thì tại Nhật nhá. Sản xuất hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan quá này. Made in Japan, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng made in Japan. Đó, hai con tai nghe như này. Giá sẽ là 150.000 thôi. 150.000 về nhà các bác kết nối và các bác sử dụng cho em. Đó, tai nghe iPhone. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này nhá, 150k. Tiếp theo thì sẽ là cái lưỡi câu Nhật nhá. Đấy, lưỡi câu Nhật như này. Đấy, lưỡi câu Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đây, một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 60 đến 100 cái. Kích thước của nó thì sẽ là từ lưỡi 3 đến lưỡi 12 nhá, từ lưỡi 3 đến lưỡi 12. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 15.000 cho 15k cho một vỉ bao gồm là từ 60 đến 100 cái lưỡi câu như này. Đó, lưỡi câu thép trắng siêu sắc bén, 15k một vỉ thôi. 15.000 cho một vỉ lưỡi câu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Con này thì rất là tiện các bác dùng khi mà mưa gió bão bùng này. Đấy, thứ nhất là có ánh sáng này. Đấy, thứ hai là có quạt mát này. Con này thì có thể chạy được từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Nói chung là qua đêm là thoải mái luôn. Đó, dùng cho người già trẻ em. Quạt chạy rất là mạnh luôn. Đó, vừa quạt vừa sáng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho con đèn bão quạt như này. Lên cho em là đèn bão quạt, có kèm cho các bác cáp sạc luôn và có pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ưu điểm của con này là quạt được rất là lâu luôn, từ 3 đến 5 tiếng thoải mái sử dụng nhá. 100k, đèn bão quạt 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ năm đĩa tròn nhá. Bộ năm đĩa tròn như này. Đấy, năm cái đĩa tròn như này. Giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này các bạn này. Đấy, đây. Cái nhỏ nhất thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm, và cái to nhất thì nó vào khoảng là 25 cm. Đây. Đấy, 5 đĩa inox tròn như này nhá. Lên theo là bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120.000. 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 5 đĩa tròn này. Bộ 5 đĩa tròn 120.000, 120k nhá. Đấy, 5 đĩa tròn 120.000. Hàng các bác về bày biện đồ ăn thức uống rất thoải mái luôn, Winling của Đức nhá. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Cái dây này các bác dùng để mình kỳ cọ trà lưng nhá. Đấy, lên cho em là dây tắm silicone nhá. Dây tắm silicone, giá sẽ là 15k. 15k một chiếc thôi, 15.000 cho một chiếc dây tắm silicone như này. Đây nó sẽ là có cái đầu silicone như này, kỳ cọ này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn, vừa là sạch này, vừa sạch sẽ, vừa là chống côn trùng rồi vi khuẩn này, nhanh khô nhá, nhanh khô. Bộ lên cho em là dây tắm 15.000. Ngoài ra thì bên em có cho các bác là cái bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng giá là 30.000. Bộ này bao gồm 3 chiếc. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái bông tắm như này. Một cái bông tắm thì các bác đeo vào cổ tay này cho em này. Đấy, đeo vào cổ tay nhá. Đấy, hoặc đeo vào ngón tay này, sau đó thì mình trà này. Tiếp theo là một cái đeo vào trực tiếp vào bàn tay nhá. Đây, đấy cái này các bác có thể đeo vào ngón tay hoặc đeo vào bàn tay như này. Đây. Đấy, xỏ ngón tay vào đây cho em. Đó, trà này. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái dây nữa, một cái dây tắm như này. Đó, một cái dây tắm như này nữa. Bên trong nó có sẽ sẵn bông như này luôn. Đấy, thì là bao gồm cho bác là combo 3 món như này nhá. Bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng giá sẽ là 30.000. 30.000 cho cái bộ ba trà lưng như này các bạn. Đấy, 30k cho bộ ba trà lưng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng gửi tới các bác. Giá thanh lý cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Bộ ba trà lưng các bác nhá. Bộ ba trà lưng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái quạt tích điện nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một quạt như này, một tấm pin và một đốc sạc, giá là 380.000, bên em bao ship đến tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra thanh toán qua này. Quạt siêu mát luôn. Nó sẽ có hai số nhá. Đấy, các bác gạt sang bên tay phải thì nó sẽ là số 2 và gạt sang tay trái thì sẽ là số 1 và ở giữa thì sẽ là phím tắt này. Và có kèm một cái đốc sạc như này nhá. Đốc sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 380.000 bao ship tận nhà. Siêu mát luôn. Động cơ không chổi than các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Hết pin thì lại sạc pin vào. Lên cho em là quạt tích điện 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến nhá. Đấy, đuôi cảm biến. Cái này thì về nhà các bác phải đấu vào nguồn điện cho nhá. Đấy, đuôi này là cảm biến chuyển động. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Đuôi cảm biến chuyển động con này sẽ là 55.000 cho cái đuôi cảm biến chuyển động như này. Giá sẽ là 55k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái đuôi nó tiện hơn một chút là con này các bác có thể xoáy trực tiếp luôn. Đấy. Có cái biến đấy. Xoáy trực tiếp luôn.
xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ này, sau đó xoáy bóng mới vào đây, xoáy quả bóng vào đây. Đó, thì giá con này sẽ là 50.000 thôi, 50.000 cho cái 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này. Lên cho em là đuôi hai đầu giá sẽ là 60.000 nhá. Con này rất tiện luôn. Xoáy vào một quả, xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó xoáy quả bóng mới vào đây là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt nhá, viên giặt xả nhá. Con này thì nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Đấy. Giặt xả rồi tẩy trắng rồi, nói chung là các kiểu con là điểu luôn. Đấy. Cái này thì nó ép chín rồi các bác nhá. Ở đây nó sẽ là cái dạng túi viên như này. Về nhà thì các bác cứ thế là mình lấy là mình cho vào máy giặt cho em. Nó sẽ có là 5 thành phần trong này luôn. Đó. Một túi này thì giặt được từ 3 đến 5 cân quần áo nhá. Một viên này từ 3 đến 5 cân quần áo luôn. Đấy. 5 trong 1 nhá. Giá sẽ là 55.000 cho một bịch này. Từ 30 đến nó vào khoảng trên dưới 30 viên nhá, trên dưới 30 túi. Lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vít đen trợ lực 60.000. Vít đen trợ lực 60.000 như này. Đấy. Một bộ này của nó sẽ là bao gồm 2 4 6 cây vít. 6 cây vít thì các bác sẽ có 12 đầu và nó sẽ là vít đen trợ lực xoáy nhanh nhá. Xoáy nhanh trợ lực cho các bác luôn. Có thể đào đầu này, xoáy nhanh trợ lực các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60.000 cho các em vít đen trợ lực như này. 60.000 các bác nhá. 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức như này. Con này thì cơ bản của nó sẽ có cho các bác là 4 chìa, các bác sử dụng thoải mái luôn. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Germany, khóa của Đức nhá. Chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu là điều luôn. Đó, dòng này thì nó sẽ là dòng đặc biệt giúp cho các bác là chống trộm rất là tốt, chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu là điều luôn. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu vàng. Màu trắng và màu vàng như này. Giá thì sẽ là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95.000 một chiếc, giá siêu hợp lý cho bác luôn. 90.000 nhá, giá thanh lý cho các bác. Chỉ có 90.000 cho một con bật lửa này thôi. Có hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy này. Hàng của Mỹ USA này. Đấy, có dập logo của Liverpool này. Rất chất lượng cho bác luôn. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào cho em. Đó. Đây, rất ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Giá sẽ là 90.000. 90.000 cho con bật lửa Zippo Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng đèn, thì đầu tiên nó sẽ là bóng đèn cầm cái bóng 3 cánh. Bóng đèn 4 cánh mini này. Đấy, 4 cánh mini. Đây, siêu sáng luôn nhá. 4 cánh mini siêu sáng, con này là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini siêu sáng. Công suất của nó là 28W nhá. 28W nhưng nó sáng như kiểu là 50W luôn. Sáng như kiểu 50W, mini siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con bóng đèn 5 cánh nhá, còn 3 cánh. Con 5 cánh giá sẽ là 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng rồi. Đây, siêu sáng ở đây các bạn này. Đấy, 5 cánh này. Sáng chói chang luôn, em đang quay đấy, rất sáng luôn các bạn nhá. Đấy, đây, 5 cánh này, 120.000 cho con 5 cánh như này nhá. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái con 8 cánh này. Đấy, con này là 8 cánh luôn. 8 cánh công suất là 200W, 180.000. 180.000 nhá, 8 cánh như này. Con 8 cánh này thì siêu sáng rồi, 2 4 6 8 cánh và một kia lõi bên trong như này nhá. Lên cho em là bóng đèn 8 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là con 8 cánh này thì giá của nó sẽ là đi lên cho em là bóng đèn 8 cánh 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cây lọc nước, cái cục lọc nước nhá. Đấy, củ lọc nước như này, 50.000. Về nhà các bác lắp vào đầu các cái nguồn nước của máy giặt này rồi bình nóng lạnh này, nói chung là các bác cứ lọc qua các nguồn nước nhà mình, nó giúp lọc nước rất sạch luôn. Đó, 50.000 cho con lọc nước này. Đây, các bác có thể lắp qua bình nóng lạnh, máy giặt hoặc là các cái đầu nguồn lọc khác nhá. 50.000 cho con cục lọc nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái con sạc bình ắc quy. Nó sẽ là con sạc 12V thì là 190.000, còn con sạc 12-24 thì sẽ là 290.000. Nếu nhà các bác nào có cả loại bình cả 12 cả 24 thì dùng con này cho em. Đấy, cả bình 12 cả bình 24 thì dùng con này nhá. Đấy, còn con này thì chuyên bình 12 thôi. Đó, chuyên bình 12 thì chỉ có 190.000 thôi. Con chuyên bình 12 này là 190.000 nhá. Chuyên bình 12 này là 190.000. Còn con cả 12 cả 24 này thì sẽ là 290.000 cho hai con bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác các sản phẩm đó là cái kéo cắt cành đỏ nhá, cục đỏ như này. Đấy. Con này thì hàng cao cấp của Nhật rồi, hàng cao cấp của Nhật như này nhá. Chuyên để cắt cành nhá, cắt cành tỉa cây. Đó, hàng made in Japan, có cả chuyện của Nhật luôn các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là thép liền nguyên khối và có ốp gỗ như này. Các bác có thể dùng để cho biếu tặng làm quà hoặc là dùng để mình sử dụng
làm vườn cắt cây cắt cành rất là tiện ích luôn. Đó, sắc bén 150.000 kéo cắt cành. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất này. Tất hộp thì một hộp này là 5 đôi. Hộp này là 5 đôi 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật này, 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Vỉ này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 90.000 cho vỉ 10 đôi. Đó, cái này thì nó ngắn hơn một chút nhưng mà đổi lại nó là 10 đôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển cưa. Con này thì các bác lắp vào để mình sử dụng làm máy, đưa vào máy cắt, máy pin hoặc là máy điện đều được nhá. Để mình dùng cắt tôn này đây, lắp vào nó sẽ như này các bạn. Đấy, để dùng cắt tôn rất là ngon luôn. Cắt tôn rồi lên theo là đầu cắt tôn 140.000 cái đầu cắt tôn như này nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Bộ dao này thì sẽ là 130.000 cái bộ dao đen như này. 130.000 cho bộ dao đen như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo một liếc này, một kéo một liếc này, và có tới cho các bác là 3 con dao khá là đẹp luôn. 3 con dao rất là đẹp đây. Đấy, 3 con dao như này. Hàng siêu bén luôn. Đây, dao cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đây các bác này. Đấy. Dao rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó. Có cho các bác là 3 dao nhá. 3 dao như này. Đấy. Dao này thì chủ yếu để các bác dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu. Đấy, con này thì tầm khoảng 2-3 lạng thì chặt nhẹ được nhá. Đấy. Đây. 130.000 cho cái bộ dao đen như này. 130.000 các bác này. 130.000 5 món, 130.000 5 món các bác nhá. Rất hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho 5 món luôn. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là con dao chặt 1 cân này. Con này là 230.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật luôn, made in Japan. Dao chặt 1 cân, con này các bác chuyên dùng để chặt xương trâu, xương bò, nói chung là chặt đa di năng được luôn. Con dao chặt 1 cân này, giá của nó sẽ là 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ nhá. Con thái lỗ con này 130.000. 130.000 nhá. Cũng hàng của Nhật, made in Japan này. Con này thì cũng siêu bén luôn các bạn. Đây để em thử dọc dây bóng này. Rất bén luôn các bạn nhá. Con này các bác dùng để thái nhà bếp rất là ok. 130.000. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây. Đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá. Đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhé. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhé. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi. Đồng hồ cơ 53.
Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy, hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Còn đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó, thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB. Đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5k một cái nhá. 5k cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5k một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ, đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoang đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên đã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xoong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xoong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xoong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây.
Đấy, và đây nó sẽ là hình đây, hình con này hình như là nó là con sư tử các bạn này. Đấy, đây. Đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé, giúp cho các bác đã thông kinh mạch máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim lắp biếc vào cho em là xong. Đó. Lắp kim lắp biếc xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc biếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay một cái đồng hồ cũ nhà mình. Lên mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quặn thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Đấy, rất tiện nhất luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8 lít cả vỏ nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Ba sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó thì combo cho các bác sẽ là bao gồm các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng các bác là 4 món luôn. 4 món mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên theo là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, sắm đồ mình làm. Đó, còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W. Và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này, có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 150k thôi, 150k. Đây, thân máy của nó đây các bác này, thân máy của nó đây. Đấy, hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá. Lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng này, các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gắp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Để các bác chiên rán xào nấu này. Gắp thực phẩm, gắp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gắp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gắp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 trong cái gắp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gắp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao.
hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan đây bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, thao hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co, à cái dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho song à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa chức năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó, 20, 25, 30 các bác nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo, kiếc rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim rồi đê rồi móc rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác, giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu. Cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là combo 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy, nhấp này có dấu luôn các bác theo. Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá, 5 mũi đen đa năng giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000. 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn. Rất tiện ích thôi nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây.
Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các nhá. Bao phê cho bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được. Đấy, đùi. Đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá, massage vai gáy, giá sẽ là 320k. Đấy. 320k, massage vai gáy này. Vai gáy. Giá sẽ là 320k nhá, 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 100 các bác lên cho em là giày dàn di, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá. 39 đến 42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Đấy, hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây. Ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy. 42 chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. À 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok. Thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá. Đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá. Cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn và rất là bám này, rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước nên các bác dùng yên tâm không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn hai mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá. Đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ. Cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá. Hàng cơ, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy. Con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lên cho em là cơ 66. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây. Made in Japan nhá. Hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá. Giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy. Đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh nha. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Đấy.
Đồng hồ cơ La Mã con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bạn này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53, con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhá. Hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Dài dâm rồi sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn này các bác nhá, chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá, hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp yếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu. Giá của nó sẽ là 100k nha, 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh. Khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nha, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2, 4, 6, 8, 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đây. Đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy. Các bác đẩy này này em sẽ vào. Đây các bác này. Đấy. Cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy. Thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng. Giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng. Kim vàng này. Giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng này 12 chiếc. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh sẽ là banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy thì bên em sẽ bán theo cặp nhá.
Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này. Cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống. Đấy, thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi, chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy, chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60. Và chiều bề dày. Đấy, bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo, đấy là con to. Còn đây là con bé này. Đấy, em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy, tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy, thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy, loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các bác nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút tên này ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đấy. Rất đạp thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khoảng 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề hấn gì. Đó, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy, nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy, vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy, còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy, một cặp đôi. Đó, thì đây là loại thường này. Đấy, loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy, bo đầu kiểu như này các bạn này. Đấy, loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy, còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy, bo đầu kiểu này. Đấy, loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cái về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy, riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox đây, nó sẽ làm con ấm như này. Rất là ngon lành cho bác luôn, hàng inox 304. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đi đây. Dung tích của nó là 107 này. Đấy, 1.7L này, su 304 nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, điện 220V. Công suất của nó thì từ 1800 đến 2200W. Đó, đây. Hàng sẽ như này. Và giá thì sẽ là 450.000 nhá. 450.000. Đó, 450.000. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác khoảng 700-800.000 nhá. Khoảng 700-800.000. Đấy, nhưng mà bên shop thì bán cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có 450.000 cho một con ấm như này thôi. Con này thì các bác về các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, đế điếc của nó này. Đế dây điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Đế dây cực kỳ chắc chắn luôn. Rất ngon lành nhá. Dày dẫn chắc chắn. Inox 304. Inox 304 cả trong lẫn ngoài luôn, sáng bóng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có cái phần báo ánh sáng này, báo ánh sáng như này. Đó, có phần báo nước, lẫy của nó đây. Đó, rất ngon lành luôn. Nắp của nó thì là cái dạng là nắp đậy bằng tay này thôi. Đấy, nắp đậy bằng tay như này nhá, có lẫy nhá. Đấy, có lẫy trượt như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy, hàng của thương hiệu Liebenlang.
hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó là thuộc một cái dạng, nó dạng như là một cái giọng như thủy tinh các bạn. Đấy, nó kiểu thủy tinh ấy. Đấy. Một cái dạng thủy tinh chịu nhiệt, thủy tinh chịu nhiệt các bác nhá. Đó, và đây là cái nắp của nó này. Đây, nắp của nó ấn như này nó sẽ lên này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có thêm cho các bác cái phần lưới lọc như này, thì khi các bác có thể là uống trà, uống cà phê hoặc là các cái loại lá đều được, thì nó sẽ có cái lưới này, nó sẽ giữ cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có một cái lưới như này. Đây, đây là cái lưới của nó này. Thì các bác có thể cho trực tiếp trà hoặc là các cái loại hạt vào đây mình pha mình uống cũng rất là ok thôi. Đó, và con này thì giá của nó sẽ là 360.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm thủy tinh Đức nhá. Đấy, lên cho em là ấm Đức, ấm Đức giá của nó sẽ là 360.000. Đây, đây là cái đế của nó này. Đấy. Cái đế của nó đây. Đế của nó đây các bạn này. Đấy, đế của nó thì nó cũng có bo ấy như này nhá, có bo bo inox như này, bo inox như này, rất là ngon lành các bạn. Đấy, rất ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức. Đây, công tác của nó này, công tác đây và cái này là lẫy bật này. Đấy. Rất ngon lành cho bác luôn. Đây, cái này là công tác này. Còn cái này là lẫy bật này. Đó. Giá sẽ là 360.000 cho con này. Đấy, 360.000. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là ấm Đức, ấm Đức giá sẽ là 360.000 cho con ấm Đức như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn vàng này, giá sẽ là 175.000. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Và giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 175.000 cho con đèn vàng như này. Tắt anh cái điện đi. Có kèm thêm một cái cáp như này nhá, một cái cáp sạc như này. Đây em sẽ bật test cho các bác xem luôn. Đây nó sẽ có sẵn một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đây em sẽ bật cho các bác xem này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đây, đấy, đây con đèn em đang bật đây nhá. Sáng cả một cái khu phòng của em luôn. Mấy chục mét vuông như này mà sáng trưng luôn các bác này. Đó, đây các bác thấy chưa? Nhìn trực tiếp vào là chói mắt luôn. Đây, bật dọi vào hàng này. Sáng trưng luôn các bác nhá. Đó, rồi. 175.000 thôi. 175.000 cho con đèn như này. Con này thì vừa có chức năng là năng lượng mặt trời này, vừa có chức năng là sạc được luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp năng lượng mặt trời hoặc sạc này. Và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Cổng to sạc ra cho điện thoại, cổng bé sạc vào này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng nhá. Nhấp nháy cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Đó. Và dòng này là dòng tiêu chuẩn kháng nước IP66 nhá. Kháng nước thoải mái các bác dùng ngoài trời ok luôn. Đây, có sẵn tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Rất sáng nhá. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là 300W nhá, vào khoảng 300W. Siêu sáng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Một con đèn vàng như này giá sẽ là 175.000 nhá, 175k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là 30 cái lưỡi và một bàn cạo, kèm thêm là một cái hộp 30 lưỡi, một bàn cạo, kèm thêm cho các bác là một cái hộp ấy luôn, một cái hộp kem luôn. Đấy. 30 lưỡi, một bàn cạo kèm thêm một kem. Đây. Đấy. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đây, đây là cái bàn cạo này, bàn cạo kèm hộp kem này. Đấy. Và 30 lưỡi như này. Có 30 lưỡi như này nhá. Đấy, đây là mỗi vỉ này là 1 2 3 6 lưỡi này. Đấy, lưỡi của nó là lưỡi kép như này, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Lưỡi kép các bác này, đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đấy, hàng của thương hiệu Socani, cùng hãng với cái con máy xay sinh tố mà em mới lên video hôm qua đấy. Đó, thì đây. Đấy, con này thì các bác sử dụng điện 220V rất tiện ích luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đưa cam vào đây, vắt này, đấy là nó sẽ chạy thôi. Và các bác cắm điện như này là nó sẽ chạy này, điện 220V. Có hai nấc này, một cái nấc to này là dùng cho quả cam to, nấc nhỏ dùng cho quả cam nhỏ nhá. Đó. Và các bác cứ nhấp nhả này là nó sẽ vắt cho các bác rất là tiện luôn. Con này thì dung tích của nó lên tới 700ml nhá. Các bác có thể sử dụng uống trực tiếp được luôn. Đây. Đấy, nó là 45W sử dụng điện 220V. Rất tiện, rất tiện ích luôn. Lên xem là máy vắt cam giá của nó sẽ là 100. Các bác lên cho em là máy vắt cam nhá, 190k cho một con máy vắt cam như này, siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng nhá, ổ điện trắng giá sẽ là 60k. 60k cho một em ổ điện trắng như này, dây dài khoảng từ 1,5m đến 2m, có công tác đóng ngắt, có hai chân USB và sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn.
7 ổ cắm cho các bác nhá. 2 ổ USB, 7 ổ cắm, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt. Giá chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái một cái lọ tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả. Các bác lên cho em là tinh dầu xả. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái khu vực như là phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, thì thứ nhất là nó lưu hương thơm này. Đấy, hương xả rất là thơm luôn. Thứ hai là nó giúp cho các bác là diệt muỗi, côn trùng kiến gián rất là tốt nhá. Đấy, diệt muỗi, côn trùng kiến gián này. Đó, lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là tinh dầu xả nha. Tinh dầu xả, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ tinh dầu xả như này. 30.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là tinh dầu xả, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái lọ keo dán giày nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để dán giày rất là tốt luôn. Đấy, của nó là chuyên dụng để dán giày và dán đồ da. Đấy, giày giày dép, tức là giày vải, giày, nói chung là các loại giày đều dán được hết nhá. Và đồ da cũng rất là ok. Đây, nắp của nó như này. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ có sẵn kim luôn. Đấy, và cái dòng keo này của nó sẽ là cái dạng là keo dính chậm nhá. Keo dính chậm, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Đấy, 15k cho một lọ keo dán giày như này nhá. Lên mã giúp cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Giá sẽ là 65.000. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Cái này của nó là pin đồng hồ nhá. Các bác có thể lắp vào mic karaoke cũng được. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này, cả đốc cả pin luôn, 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá. Đấy, chai xịt bếp này. Cái này thì các bác dùng để mình xịt vào bàn bếp này, rồi các khu vực mà dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em. Đấy, lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, xịt bếp, con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ là cái dạng bọt như này các bác này. Đấy, dọn bọt như này. Đấy, dọn bọc bọt trắng như này các bác này, bọt trắng như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ giúp tẩy sạch các cái vết mỡ, dầu mỡ bám này, cặn bám rất là tốt luôn nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Xịt bếp, giá của nó sẽ là, xịt bếp này bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp 45k nhá. Xịt bếp 45.000. Đấy, ngoài ra thì bên em có cái xịt nhà tắm này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh. Thì các bác lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm, giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k. Thì hai cái chai này đều là hương chanh và hương tự nhiên rất là thơm luôn. Và nó sẽ xịt ra cái dạng kem như này các bác. Đấy, thì các bác có thể sử dụng để mình đánh mình kỳ cọ như nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp. Đấy, thì xịt bếp sẽ là 45.000. Và xịt nhà tắm là 40.000 nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, bếp giáp nhà các bác, bẩn các bác xịt vào cho em. Xịt vào sau đó thì mình để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ lau rửa đi là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Đấy, các bề mặt bếp ga, rồi hút bụi, rồi hút dầu mỡ. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, các bác xịt vào sau để một lúc, sau đó thì mình đánh rửa đi cho em. Đấy, sạch luôn nhá. Đó, nó sẽ tạo sáng bóng cho gian bếp nhà mình. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, xịt bếp giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, các bác có thể dùng để xịt mình lau chùi, rất tiện ích luôn nhá. Đó, các bác theo. Đấy, xịt bếp này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây này, xịt nhà vệ sinh các bác này. Đấy, nhà vệ sinh các bác bị bẩn này, nấm mốc lâu ngày này, các bác xịt vào cho em, rất tiện ích luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, xịt vào là sạch luôn. Đó, xịt vào nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn nhá. Rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là khóa dây này. Con khóa dây này của nó thì sẽ là 80.000 cho một con khóa dây như này. Đấy, thì bên shop để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Về nhà thì các bác có thể đảo mật khẩu tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Con này sẽ là 80.000 các bác này, 80.000. Đấy, đảo mật khẩu thì đơn giản thôi, các bác xoay theo cái chiều kim đồng hồ này, có cái chiều mũi tên thì các bác xoay theo này. Sau đó các bác cài mật khẩu tùy ý, sau đó thì các bác lại xoay cái kia trở lại là xong. Con này thì các bác lên theo là khóa dây 80.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U này.
Đấy, khóa chữ U đây. Con này thì giá của nó là 85.000. 85.000 thì con khóa chữ U như này. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần đảo đi một số đã là không mở được rồi. Đó, còn chuyển mật khẩu khác thì các bác cũng xoay cái này cho em. Sau đó thì mình lại xoay mật khẩu, đảo mật khẩu đi cho nó cho về là xong. Khóa chữ U này thì giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho con khóa chữ U. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lon chày inox nhá. Đây, cái lon chày inox như này. Đấy. Lon chày inox như này nhá, rất là đẹp luôn đây các bác này. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một lon và một chày bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Lon chày inox sáng bóng đẹp. Con này thì nó sẽ có cho các bác cả nắp đậy luôn, thì khi các bác giã đồ này, giã cua. Đấy thì nói chung là nó không bị bắn, bị hắt nhá. Đây. Rất là ngon luôn. Ra hỏi cái bộ lon chày bao tiền. Đấy. Thì rất tiện ích các bác này. Đấy, bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy. Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Hả? 130.000 cho cái bộ lon chày inox này thôi. Đây mã giúp em là lon chày inox nhá, 130k. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn, 130.000. Cái chày này của nó thì nó dài khoảng gần 20 cm, còn cái lon này thì cao khoảng 10 cm, su 304, dưới có lót cao su này, dùng để giã cua, giã tôm tép này. Đấy, hoặc là hành tỏi đều ok hết nhá. Lên cho em là bộ lon chày này, bộ lon chày 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này, bên em gọi nó là súng thư giãn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác dùng để mình massage và một thân máy như này nhá, một thân máy như này. Đấy, các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, và các bác có thể tăng giảm cấp độ tùy theo. Và đây là cái đầu của nó này, các bác lắp vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 6 cấp độ rung nhá. Đấy, rung cực kỳ khủng luôn đó. Đây, rung rất là mạnh các bác nhá. Đây các bác trông cái tay này, em rung lên này này này. Đây, cho bắp tay các bác này. Đấy, rung này. Và anh bắp tay này rất là tốt luôn nhá. Các bác có thể rung tay, chân rồi mông đùi các kiểu con này đều luôn, rung ở chỗ nào cũng được. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi, giá cực rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn. Nó hình khẩu súng nhá, 170k. Đây nó hình khẩu súng như này các bác này. Đấy, bắn bùm. Lên cho em là súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị. Đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy. Mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này. Và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá, chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này. Và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bạn. To nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ thì chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy. Mẫu chữ G này, đấy nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này. Đấy, rồi mẫu hình đây, đấy, hình tóc này, mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá, dây khá là dài luôn, tầm 1m2 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này. Thắt lưng thập cẩm. Thắt lưng thập cẩm nha. Đó. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này. Màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi. Một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con là điểu luôn. Nên mã giúp em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này. Nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 nhá. Đấy các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dàn di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dàn di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dàn di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20. Chiều cao thì vào khoảng trên 10cm. Và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá. Túi đeo bụng đó, thì nó sẽ có hai màu. Màu xanh quân đội và màu dàn di. Màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo đằng trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá, túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây. Đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy.
thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy, con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, thì nó đắt là nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây, cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui xời, lô này về mặt cực đẹp luôn các bác. Đấy, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt da màu vàng này. Đấy, màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây, chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là đây, màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này, rất đẹp này. Đấy, vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, qua theo. Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó, hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây, rất đẹp các bạn này. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy, đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi. 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt mũi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Vật đứng 130k cho con vật đứng nhá. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy, lên cho em là vật mũi đứng này. Vật mũi đứng nhá.
vật mũi đứng giá sẽ là 130k một đi em, 130.000 cho em vật mũi đứng như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Bốn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, hàng của Đức made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu con là điểu luôn thôi nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp em là khóa Đức nhá, hàng made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay xem cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này có nói là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên cho em là khóa Đức, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện như mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn các nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh sáng vừa này, đấy, nhấp nháy này, đây. Đây ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó các bác thấy không? Rất là sáng luôn nhá, điểm sáng của nó rất là lớn luôn. Ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nhá, có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này. Nó hình như phễu. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc. Đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo giá sẽ là 30.000. Đây. Cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tắc lên là xong. Đấy. Đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W thôi nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng mà sáng như này cũng phải mất 5-70 đến 100.000. Đó, các bác thấy không? Sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok. Đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây con này. Đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini. Giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhá. 4 cánh mini 40.000. Đấy. Đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k. Vừa là lò xo ngắt nhéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo ra cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2m đến trên 2m nhá. Đấy, từ 1m8 đến 2m. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Đây các bạn này, rất là rộng luôn. Đây các bạn thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bạn này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80-90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1m và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bạn này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bạn thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạng con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch này, hoặc là để ở nhà. Đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quặn lại như này cho em. Đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. Đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này. Và có cho các bác là một cái đầu Thunder như này nhá, một đầu Thunder như này. Chống cắt, chống đầu Thunder này là chống chống bị đứt nhá. Đấy các bác cắt thì nó rất là an toàn luôn. Không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy. Hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, bật nguồn cho em này. Đấy. Các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viền, cắt tóc cho người già này. Đấy, không ăn da nha. Đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó. Cắt đầu sạch đấy luôn. Đó. Thì thứ nhất là có một Thunder này. Thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này. Đấy. Đầu này để cạo râu này. Xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi, thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy, thì nó đa di năng luôn. Có 3 chức năng chính đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, 3 chức năng chính như này. Bên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con Thunder A1 như này. Hàng 3 chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok. Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1 giá sẽ là 160.000 nha, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên. Đấy, treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin tại vì nó có hệ thống là tự sạc, cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi. Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, thì cái này cân tối đa của nó được 50 kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem. Đấy, đây là một cái cuộn dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái cuộn dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10m này. Cuộn dây điện 10m. Cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39, 1 cân 39 các bác này. Đấy, 1,39 kg, tức là 1 cân 4. Đấy, 1 cân 4 như này. Cuộn này là 10m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó, thì các bác lên cho em là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ này, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây. Dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này. Đây. Dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5. Đây, FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu ổ đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000. 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bác này, 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Tất Nike của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi. Thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này, tất Nike của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10
10 đô. Đấy, giá rất hợp lý nhá, 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10, giá sẽ là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các bác nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên thì em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90k nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Cái để thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình nào. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có chức năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá.
có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó.